cơ sở sản xuất trống chiêng chuông mõ khí pháp đình chùa Tiến Duy. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cơ sở sản xuất trống chiêng chuông mõ Tiến Duy đã sản xuất xong thùng Phước Điền Dolation. Đây là cơ sở Tiến Duy sản xuất và chuẩn bị gửi đi Mỹ cho chùa Huệ Nghiêm. Đây được sư cô ở tại Việt Nam đặt cho chùa Huệ Nghiêm ở Mỹ ạ. Và trước khi cơ sở Tiến Duy đóng gói và vận chuyển ra cảng thì cơ sở Tiến Duy quay lại thực tế video này để cho các quý thầy, quý cô, quý Phật tử cùng xem tham khảo. Thì đây cơ sở xin giới thiệu sơ lược qua thì thùng Phước Điền này thì bên cơ sở Tiến Duy sản xuất có kích thước đường kính ở mặt trên đó là 55 x 50, ở dưới thì gọi là 60 vuông. Chất liệu thì bằng gỗ cam xe được chạm khắc sâu sắc nét 3 mặt. Một thùng rất chi là nặng ạ. Một thùng phải tầm cỡ 2 người bê. Một người bê thì khoảng được mấy chục mét là cũng mệt rồi ạ. Bên cơ sở chúng qua thì đảm bảo là hàng chất lượng cho các quý thầy, quý cô. Mặt trên thì bên cơ sở chúng con là làm nguyên tấm, không có ghép, tại vì nó rất là to và nhiều nơi có giá thành nó cũng rẻ hơn thì họ sẽ ghép bằng 3 mảnh ở đây. Thì đương nhiên thì giá thành thì nó sẽ rẻ. Thì bên cơ sở chúng con thì quan trọng về chất lượng và đảm bảo về chất lượng, không bị mối mọt, cong vênh và bị nứt. Nên bên cơ sở chúng con rất chú trọng về hàng chất lượng. Nhất là đẹp. Dạ là nguyên tấm các thứ này nọ toàn nguyên tấm, không có chắp vá, không ghép gì hết. Nguyên này cũng là nguyên tấm hết. Các quý thầy và quý cô mà có nhu cầu mua thùng công đức, thùng Phước Sương, thùng Phước Điền kiểu dạng như thế này thì bên xin liên hệ bên cơ sở Tiến Duy con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở chúng con. Chúng con thì chuyên sản xuất là chiêng trống chuông mõ khí pháp, như là thùng công đức, thùng Phước Điền như thế này, đèn dược sư, bê tích lọng, bát biểu, và một số khí pháp nữa. Các quý thầy và quý cô mà có nhu cầu thì chúng xin liên hệ bên cơ sở chúng con ạ. Chúng con bên cơ sở chúng con là chạm là rất là sắc nét, thủ công rất là sâu ạ, rất là sâu, hoèm rất là sâu, cứ không có mỏng đâu ạ. Đây thầy, các thầy nhìn thử ra cái bàn tay này, còn để vô này, rất là sâu. Còn nếu mà mình đục chi tiết mà cái lông đi thì giá thành sẽ giảm đi rất là nhiều, nhưng mà nó không được lộ lên, nó nhìn nó không được lỗi hẳn lên như thế này. Bên cơ sở chúng con thì đảm bảo là hàng chất lượng rất chú trọng. Được sự tin tưởng ở Mỹ, các quý thầy cũng tin tưởng rất là nhiều và ủng hộ bên con rất là nhiều và gieo duyên cho chúng con, thì chúng con xin chân thành cảm ơn. Bên cơ sở chúng con review thực tế đấy ạ. Đấy, chạm rất là, bên chúng con là chạm rất là sâu này, rất là sâu và sắc nét, tỉ mỉ từng chi tiết,